Alo, bà Đông Thương xin chào bà nhà mình nhé. Hôm nay bà Đông làm cái clip này để cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè và các em sinh viên trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho bà Đông Thương trong suốt thời gian qua. Và hôm nay bà Đông xin thông báo với cả nhà mình là bà Đông chính thức tách cái phần ẩm thực ra làm một cái kênh riêng. Tại vì để ở trong cái kênh Madame Thương Vlog á, là Madame làm tá lả trong hết trơn luôn à, nào là du lịch nè, nào là ăn uống nè, rồi nào là các cái chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, rồi bài giảng nè, đề thi nè. Nó làm cho bị loãng cái kênh của mình. Một số em á, thì vào là chỉ học thôi chứ không có coi mấy cái phần khác. Còn một số bạn bè của mình hay là các cái khán thính giả khác thì họ chỉ coi là nấu ăn hay là du lịch rồi thôi, chứ họ là không có nhu cầu coi bài và ở. Cho nên là nhiều khi mình post lên vậy đó, nhiều người cũng có ý kiến là mình nên tách ra. Cho nên là hôm nay mình sẽ tách cái phần ăn uống ra để cho các bạn dễ theo dõi. Và cái kênh của mình thì cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng không biết là đặt tên gì cho phù hợp. Nhiều bạn thì nói là bếp Madame Thương, bếp bà Út này kia nọ, nhưng mà cuối cùng thì thấy là nó cũng không phù hợp lắm. Lý do là mình thì nấu ăn không có giỏi, mình không có hướng dẫn cho các bạn là nêm mấy muỗng gì, bao nhiêu trăm gram, mình làm không có cơ bản. Nhiều khi mình nấu thì cũng được, ăn được, nhưng mà điều mình không có theo cái liều lượng nhất định mà nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình thôi. Cho nên là mình sẽ không có hướng dẫn các bạn nấu theo công thức, mà là mang cái tính chất là chia sẻ. Cũng có thể là hôm nay là Madame nấu, nhưng mà ngày mai ngày mốt thì là con cháu nấu, chị mình nấu thì mình đến ăn, thì mình làm cùng làm cùng ăn chung với nhau. Hoặc là có hôm thì mình lại đi mua về ăn, có hôm thì đi ra quán, đi ra quán ăn thì review cho các bạn coi. Có nghĩa là chia sẻ cho các bạn coi ra là Madame ăn những cái món gì, và thích những cái món gì. Chính vì vậy là mình thấy cái tên, mặc dầu các bạn sẽ khó tìm, người lạ sẽ khó tìm, nhưng mà nó sẽ phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đó là Madame Thương ăn gì. Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ qua kênh mới của mình, Madame Thương ăn gì giùm mình nhé. Đường link mình sẽ để ngay ở phía dưới phần mô tả, hoặc là các bạn sẽ click lên cái phần chữ Y trên đây, nó sẽ dẫn đến cái đường link của kênh Madame Thương ăn gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mong được sự ủng hộ của các bạn. Subscribe cho mình nhé. Cảm ơn nhiều. Xin chào, tạm biệt và sẽ gặp lại các bạn bên kênh Madame Thương ăn gì nhé.